Netizen lan truyền khoảnh khắc bà Nhân Vlog bị Quỳnh Trần GB lấn lướt, nghi không nhường chỗ. Quỳnh Trần GB và bà Nhân Vlog đều là hai YouTuber nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, thường xuyên quay clip nấu ăn và mukbang cùng chồng ngoại quốc. Vốn sở hữu nhiều điểm chung nên từ lâu, cả hai đã có mối quan hệ thân thiết. Không chỉ cùng nhau quay clip, Quỳnh Trần GB và bà Nhân Vlog còn luôn bênh vực lên tiếng bảo vệ mỗi khi bạn thân gặp lùm xùm. Tuy nhiên mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip Quỳnh Trần GB bờ đẹp người em thân thiết. Theo đó khi đứng chụp ảnh chung cùng nhiều người tại một sự kiện, bà Nhân Vlog loay hoay tìm chỗ đứng vì không được ai để ý đến. Mặc dù Quỳnh Trần GB đứng ngay bên cạnh, song cô cũng không nhường chỗ mà vẫn tiếp tục công việc chụp hình. Khoảnh khắc này của cặp đôi được cộng đồng mạng chú ý, chia làm hai phe bình luận trên mạng xã hội. Một bên bày tỏ sự hoài nghi với mối quan hệ thân thiết của hai nữ YouTuber. Bên cạnh đó cũng có không ít những người cho rằng Quỳnh Trần GB chỉ vô ý chứ không cố tình lấn lướt hay chen chỗ của bà Nhân Vlog. Ngoài ra, nhan sắc của bà Nhân Vlog trong đoạn clip cũng thu hút sự chú ý của netizen. Dân mạng nhận xét bà Nhân Vlog vốn đã sở hữu gương mặt ưa nhìn, nhưng do phẫu thuật thẩm mỹ và trang điểm không phù hợp nên có phần bị dìm giữa đám đông.